Rồi các bạn, tiếp theo là cây các cái mẹ số 9 trong cái video các bạn. Cái video này, cái cây này là cái mẹ số 9. Thì các cái giá là 2.200.000. Thì cái chiều cao tính từ mặt chậu lên đó các bạn thì là nó 50, còn cái đường kính của tàn thì nó là 85, còn cái hành gốc thì nó 16, thì hành là không phải hành gốc hành thân nha các bạn. Tôi đo ngay đoạn này thì nó là 16. Rồi, thì cái cây này giới thiệu sơ với các bạn là cái giống mai cúc của bác Sâu Hương, cái giống mai cúc Sâu Hương các bạn. Đây, cái dàn tay cành ở bên trong thì những cây này thì búp năm nay thì các bạn chơi ok luôn. Vì cái dàn búp rất là nhiều. Thì đối với những cái cây mai mà mini như thế này thì các bạn với cái dàn búp như thế này là nó có thể là rực trời rồi đó các bạn. Rồi một cái chậu cũng đẹp này các bạn, thì thường là ngay chỗ ở chỗ Tuân thì ship coi thì sẽ ship luôn cái chậu cho các bạn, vì mình những cái coi giá trị mà, cho nên là lúc nào cũng ship luôn cái chậu cho các bạn hết đó. Chứ bạn nào mà yêu cầu bỏ chậu lại là Tuân không có bỏ nha. Về cái giá coi mà chỗ Tuân giao, ví dụ như coi này giá 2.200.000 thì nó chưa có cái tính phí vận chuyển. Phí vận chuyển thì bên người mua sẽ chịu, và cái cũng như là cái tiền mẹ tiền coi thì tôi đều nhận trước rồi mới gửi coi đi cho các bạn hết. Thì cái này thì hai ba năm nay thì những người mà mua trong hai ba năm nay thì mọi người đã biết rồi, thì cái này tôi nói đến những người mà mới xem trên kênh đó, hoặc là khách hàng mới đó, biết đó mà khỏi thắc mắc. Rồi thì cái cây này tổng thể các bạn cũng đã xem này đúng không? Rồi giá kẻ cũng như là chi tiết cây thì các bạn đã nắm, thì tôi mới nói ở cái đầu video á. Bây giờ tôi sẽ xoay qua cái mặt sau nữa cho các bạn xem. Đó. Thì xem bộ đó trước các bạn. Những cái cây này thấy giờ cái đó nó rất là già. Đó, rất là già. Thì bây giờ cho đến Tết thì tuần tranh thủ quay cho các bạn về, các bạn chọn các bạn mua về để dành chơi Tết đó, cho nên là tranh thủ quay giao lưu với các bạn. Thì cái con mai vàng Bình Định tuần có lập tìm cái con mai vàng Bình Định, mục đích là để chia sẻ cũng như là mua bán những cái con mai như thế này các bạn đó, để cho mọi người tiện theo dõi. Vì cái con Ngô Mạnh Tuân thì nếu mà quay bán nhiều thì nó bị mất đời sức của con các bạn, nên là tôi muốn chọn riêng một cái kênh thế này để mà muốn làm một cái kênh thế này để mà giao lưu với các bạn. Cho nên là kênh mới các bạn, nhưng mà cũng là cái kênh của Tuân tại nhà vườn của Tuân. Cho nên là các bạn yên tâm mua hàng và gọi điện thoại trực tiếp vào cái số điện thoại Tuân đỡ ở bên dưới video. Thì tại chỗ Tuân thì Tuân có đỡ bè số điện thoại của Tuân nè, hoặc là số điện thoại của bạn Sơn, hoặc là số điện thoại của Tuân mà số điện thoại mới nữa các bạn. Thì hiện tại còn có bé số điện thoại đó, thì Tuân tiện cái video, Tuân tiện cái số điện thoại nào thì Tuân sẽ đưa số điện thoại đó, thì mọi người cứ theo cái số điện thoại trên video mà mọi người gọi cho Tuân nha. Đó. Rồi cây cúc Sâu Hương này thì nó rất là khỏe, thì búp rồi nhiều, thì nói chung là như vậy thì các bạn chắc cũng đã nắm được rồi đúng không? Rồi thì chắc là tôi sẽ kết thúc cái video cây này. Rồi bạn nào mà thích cây này thì chọn mua và gọi số điện thoại đỡ bên dưới video á. Còn không thì các bạn có thể là chờ những cái video tiếp theo nha. Rồi cảm ơn các bạn.